Tháng 6, MU quyết giữ top 3, Barca thanh lý 10 cầu thủ, Inter đổi Icardi lấy Lukaku. Thể thao văn hóa, Việt Nam, MU quyết tâm giữ Paul Pogba, 3, Barcelona thanh lý 10 cầu thủ, Inter Milan dùng Mauro Icardi để đổi lấy Romelu Lukaku là những thông tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 17 trên 6 Copa America 2019. Paraguay đánh rơi chiến thắng trước Qatar nhà DKVD Asian Cup. Qatar đã hòa Paraguay với tỷ số 2 hai ở trận ra quân tại Copa America 2019. Paraguay mở tỷ số ở ngay phút thứ 4 của trận đấu nhờ công của Oscar Cadoro trên chấm 11 m Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, trực tiếp Copa America 2019, Uruguay vs Ecuador, FPT, FPT Play phút 56, Delis Gonzalez nhân đôi cách biệt cho Paraguay. Những tưởng chiến thắng sẽ thuộc về Paraguay nhưng Qatar đã thi đấu quật cường ở những phút còn lại để san bằng tỷ số 2, 2 nhờ các pha lập công của Almos Ali và Bua Lường Khu Khi. Sau 90 phút thi đấu, hai đội đã hòa nhau với tỷ số là 2. Hai việc khởi đầu Copa America bằng một trận hòa có thể xem là kết quả khả quan với Qatar, chủ nhà World Cup 2022. Sarri trở thành huấn luyện viên của Juventus. Juventus đã chính thức bổ nhiệm Maurizio Sarri làm huấn luyện viên với hợp đồng có thời hạn 3 năm. Ông Sarri đã chuyển từ Napoli sang Chelsea vào hè 2018 và giúp đội bóng của nước Anh đoạt chức vô địch Europa League ở mùa giải vừa qua. Juventus đã trả khoản tiền bồi thường là 5 triệu bảng 5,6 triệu euro cho Chelsea để có được sự phục vụ của huấn luyện viên 60 tuổi. Ông Sarri sẽ tiếp quản ghế nóng của Juventus sau khi huấn luyện viên Massimiliano Allegri ra đi vào mùa hè này. Tại Juventus, ông Sarri sẽ hưởng mức lương là 5 triệu euro trên năm. Sau khi giúp Chelsea vô địch Europa League, ông Sarri đã hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ các CDVCHLSEA về lối chơi của đội bóng cựu huấn luyện viên của Napoli sau đó đã hé lộ khả năng trở về Serie A khi ông được liên hệ làm huấn luyện viên của Juventus, Frank Lampard, người đang dẫn dắt câu lạc bộ Derby County, dự kiến sẽ trở thành huấn luyện viên của Chelsea. MU quyết giữ chân Pogba chia sẻ trước truyền thông tại Tokyo. Paul Pogba lần đầu tiên công khai mong muốn rời mu tiền vệ người Pháp hiện được liên hệ với Real Madrid và Juventus. Như mọi người đã biết, có nhiều chuyện xảy ra với tôi. Tôi đã ở MU được 3 năm, đã trải qua cả những khoảnh khắc tuyệt vời lẫn tồi tệ. Giống như mọi cầu thủ ở bất kỳ câu lạc bộ nào, sau mùa giải vừa qua, sau tất cả những gì đã xảy ra trong mùa giải tốt nhất của tôi cho MU, tôi nghĩ đã đến lúc tìm kiếm thử thách mới. Tôi đang nghĩ về một thử thách mới ở một đội bóng nào đó, Pogba phát biểu. Tuy nhiên, tờ Evening Standard anh cho biết MU sẽ không bán cầu thủ người Pháp trong mùa hè này. Bản thân Pogba cũng được MU thông báo rằng anh là hạt nhân quan trọng trong kế hoạch của đội bóng ở mùa giải tới. Tuy nhiên, trong trường hợp buộc phải bán Pogba MU sẽ chỉ để tiền vệ người Pháp ra đi với mức giá là 130 triệu bảng, 145 triệu euro. Barcelona thanh lý 10 cầu thủ trong mùa hè này tờ Mundo Deportivo, Tây Ban Nha, cho biết Barcelona sẽ thanh lý 10 cầu thủ trong mùa hè này gồm Philip Coutinho, Silesen, Ivan Rakitic, Nelson Semedo, Malcolm, Denis Suarez, Rafinha, Ander Gomes, Marco Cucureola và Sergi Palencia. Mặt khác, Barca đang muốn chiêu mộ Antoine Griezmann. Zelic, một hậu vệ trái, một thủ môn và một tiền đạo trong mùa hè này, được cho là Neymar, đội bóng xứ Catalonia có thể thu về 60 triệu euro từ việc bán Silesen, Denis Suarez, Ander Gomes, Kukurela, Rafinha, Sergi Palencia và Andrian Otola. Trong khi đó, Barca hy vọng có thể bán Philip Coutinho với giá ít nhất là 100 triệu euro. Về trường hợp của thủ môn Silesen, Barca có thể để anh ra đi với giá khoảng 30 triệu euro. Zelic và Neymar được xem là những mục tiêu mà Barca khó có thể chiêu mộ trong mùa hè này. Hiện tại, Barca đang xem xét việc mua Junior Firpo và Philip Luis để bổ sung lực lượng ở vị trí hậu vệ trái. Thể thao văn hóa, Việt Nam, MU quyết tâm giữ Paul Pogba, Barcelona thanh lý 10 cầu thủ, Inter Milan dùng Mauro Icardi để đổi lấy Romelu Lukaku là những thông tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 17 trên 6 Copa America 2019. Paraguay đánh rơi chiến thắng trước Qatar nhà DKVD Asian Cup. Qatar đã hỏa Paraguay với tỷ số 2-2 ở trận ra quân tại Copa America 2019. Paraguay mở tỷ số ở ngay phút thứ 4 của trận đấu nhờ công của Oscar Cadoro trên chấm 11m. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, trực tiếp Copa America 2019, Uruguay vs Ecuador, FPT, FPT Play Foot 56. Đorlis Gonzalez nhân đôi cách biệt cho Paraguay. Những tưởng chiến thắng sẽ thuộc về Paraguay nhưng Qatar đã thi đấu quật cường ở những phút còn lại để san bằng tỷ số 2, 2 nhờ các pha lập công của Amos Al Ali và Bua lừng Khu Khi. Sau 90 phút thi đấu, hai đội đã hòa nhau với tỷ số là 2, 2 việc khởi đầu Copa America bằng một trận hòa có thể xem là kết quả khả quan với Qatar. Chủ nhà World Cup 2022, Sarri trở thành huấn luyện viên của Juventus. Juventus đã chính thức bổ nhiệm Maurizio Sarri làm huấn luyện viên với hợp đồng có thời hạn 3 năm ông Sarri đã chuyển từ Napoli sang Chelsea vào hè 2018 và giúp đội bóng của nước Anh đoạt chức vô địch Europa League ở mùa giải vừa qua. Juventus đã trả khoản tiền bồi thường là 5 triệu bảng 5,6 triệu euro cho Chelsea để có được sự phục vụ của huấn luyện viên 60 tuổi. Ông Sarri sẽ tiếp quản ghế nóng của Juventus sau khi huấn luyện viên Massimiliano Allegri ra đi vào mùa hè này. Tại Juventus, ông Sarri sẽ hưởng mức lương là 5 triệu euro trên năm sau khi giúp Chelsea vô địch Europa League. Ông Sarri đã hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ các CDVCHELSEA về lối chơi của đội bóng. Cựu huấn luyện viên của Napoli sau đó đã hé lộ khả năng trở về Serie A khi ông được liên hệ làm huấn luyện viên của Juventus. Frank Lampard, người đang dẫn dắt câu lạc bộ Derby County, dự kiến sẽ trở thành huấn luyện viên của Chelsea. MU quyết giữ chân Pogba chia sẻ trước truyền thông tại Tokyo. Paul Pogba lần đầu tiên công khai mong muốn rời MU tiền vệ người Pháp hiện được liên hệ với Real Madrid và Juventus. Như mọi người đã biết, có nhiều chuyện xảy ra với tôi. Tôi đã ở MU được 3 năm, đã trải qua cả những khoảnh khắc tuyệt vời lẫn tồi tệ, giống như mọi cầu thủ ở bất kỳ câu lạc bộ nào. Sau mùa giải vừa qua, sau tất cả những gì đã xảy ra trong mùa giải tốt nhất của tôi cho MU, tôi nghĩ đã đến lúc tìm kiếm thử thách mới. Tôi đang nghĩ về một thử thách mới ở một đội bóng nào đó. Pogba phát biểu, tuy nhiên tờ Evening Standard anh cho biết MU sẽ không bán cầu thủ người Pháp trong mùa hè này. Bản thân Pogba cũng được MU thông báo rằng anh là hạt nhân quan trọng trong kế hoạch của đội bóng ở mùa giải tới. Tuy nhiên trong trường hợp buộc phải bán Pogba, MU sẽ chỉ để tiền vệ người Pháp ra đi với mức giá là 130 triệu bảng, 145 triệu euro. Barcelona thanh lý 10 cầu thủ trong mùa hè này tờ Mundo Deportivo, Tây Ban Nha, cho biết Barcelona sẽ thanh lý 10 cầu thủ trong mùa hè này gồm Philip Coutinho, Silesen, Ivan Rakitic, Nelson Semedo, Malcolm, Denis Suarez, Rafinha, Ander Gomes, Marco Cureola và Sergi Palencia. Mặt khác, Barca đang muốn chiêu mộ Antoine Griezmann, Zelic, một hậu vệ trái, một thủ môn và một tiền đạo trong mùa hè này. Được cho là Neymar, đội bóng xứ Catalonia có thể thu về 60 triệu euro từ việc bán Silesen, Denis Suarez, Ander Gomes, Kukurela, Rafinha, Sergi Palencia và Andrian Otola. Trong khi đó, Barca hy vọng có thể bán Philip Coutinho với giá ít nhất là 100 triệu euro. Về trường hợp của thủ môn Silesen. Barca có thể để anh ra đi với giá khoảng 30 triệu euro. Zelic và Neymar được xem là những mục tiêu mà Barca khó có thể chiêu mộ trong mùa hè này. Hiện tại, Barca đang xem xét việc mua Junior Firpo và Philip Louis để bổ sung lực lượng ở vị trí hậu vệ trái.